Trước mặt của cả nhà thì đây là chiếc ghe lưới bao, lưới bao giá Vũng Tàu nha, 9 7 6 7 8 TS, máy Cummins nha cả nhà. Đó, quay qua lần dữ rồi. Rồi trình công an xong rồi nghe thôi. Lên về gió nữa nè, nó chạy rồi 4 là 500 vậy ta, chắc 500 á, cũng bị 500 á, rồi 4 dầu chịu đâu nổi. Cái này bề ngang nó 6 mét mấy nha cả nhà, 6 mét 2 đổ lại nha. Bề dài thì khoảng 24 mét nha, 24 mét trở lại. Rồi giờ ra trình biên phòng. À, lấy đôi cao, cái này chắc cũng mới đóng đây 3-4 năm nay nữa ha. Ghe này ghe câu nha cả nhà, cái này ghe câu chứ không phải lưới bao ha. Bình Định 95919 TS, chắc là câu gù quá, tại vì không thấy cái dàn lưới ha. Cái này bề ngang nó là 4 mét mấy nha, 4 mét 8, 4 mét 9 gì đó. Còn bề dài của nó thì khoảng 16-17 mét nha. Lúc trước cũng nghề lưới bao nè, cho nên sau này sửa lại là nghề câu gù hay gì đó ha. Thêm một chiếc nữa nha, cũng 6 mét mấy luôn, 99757 TS, số bao đẹp. Bên kia chiếc giả cào chạy vô cắt lỡ rồi. Chiếc này cặp đầu mà gánh cui nữa, đúng đẹp. Lên về gió ha, 6 mét mấy bề ngang, bề dài chiếc này dài nha, cỡ 24 mét nha cả nhà, 24 mét trở lại nha, 24-25 mét. Rồi đây nữa đây, 6 mét mấy bề ngang đây. Mời mờ số quá, không thấy mờ, không thấy số luôn. Cái ông nội ơi sao đứng nữa rồi đó, đó giặt quần nữa rồi, hết rồi. Đùa luôn. Qua mặt luôn ơi. Ờ, chiếc này bự nha.
Chỗ này gần 7 mét. Có 7 mét á. Dài 24 mét, 24-25 mét. Nó qua mặt luôn trời, đầy dữ gì. Và trước mặt của cả nhà thì đây là chiếc tàu tải nha cả nhà. Chiếc bên kia là chiếc tàu đực ha. Tàu đực nó đang chạy. Cái chiếc tàu tải nha. Hiện tại thì gió nó hơi mạnh quá cho nên là rắc rối nha. Chiếc này nó đang chứa rất là thẳm nha. Gần tới biển số luôn rồi. Chiếc này chứa hiện tại là trên 120 tấn nha cả nhà. Chiều dài của nó là khoảng 24 mét trở lại nha. Bề ngang thì 6 mét mấy, 6 mét 3, 6 mét rưỡi gì đó ha. Đang chạy hướng như bánh đá nha cả nhà. Bánh đá hay là Phước Tỉnh đây. Ở đây chưa đâu, ra ngoài biển là sóng mới lớn. Ở đây là vô đây là ít sóng rồi. Hai cái đó mình đang cách xa của nó khoảng cây số ha. Một chiếc ghe gặp xếp nha cả nhà. Cái này ghe gặp xếp và lú đó, bề ngang cũng khoảng 5 mét trở lại nha. Quá xa rồi đó, mình không quay tới được ha. Nhìn con tàu buông nè trời. Rồi chiếc ghe gặp xếp nữa kìa. Đó, đã ha. Quá. Chút xíu. Chứ là buôn đi 200 mấy chục mét lận á. Cái chiếc cao tốc nó chạy qua. Rồi cái chiếc này tàu cái nha cả nhà, tàu cái. Đang chạy về hướng của Cát Lở nha. Sáu mét mấy. Sáu mét mấy bề ngang, bề dài thì chiếc này là khoảng 20 mét trở lại nha. Và anh đang lựa đồ. Đây, tàu đực đây. Tàu được 5 mét mấy nha. Dáng nhân gian này nhìn nó tiêu tiếu lắm. Dài thì 16 mét trở lại, 16-17 mét nha. Đó, như cái nhà thấy đó, ra ngoài vậy sóng nè nha. Sóng này chưa đâu, ra ngoài sóng còn dữ hơn nữa. Một chiếc tàu đực nha cả nhà. Chiếc này ra Kiên Giang nha. Ra Kiên Giang. Rồi nó dòng cái chiếc tàu cái vô. Đó, nó bị hư máy gì rồi. Chiếc này mới chạy bữa trước nha cả nhà. Sao bữa nay hư máy gì không biết nữa.
chạy vô nha. Đây vô bánh đá nữa nè, mới bữa trước là chạy. Cái này dài nha, cái này về Kiên Giang lúc nào cũng dài chứ. Cái này bị ngang nó 5 mét mấy nha. Rồi ta kéo vô. Nay mình chạy vậy đó. Bởi vì mỗi vùng mỗi khác ha. Ghe chạy cũng khác nhau nữa. Tàu tải nha cả nhà, 7434TH đang chứa đồ rất là khẩm nha, chạy máy Cummin. Nó đang chứa là khoảng 70 tấn nha. Chiếc này bề ngang nó 5 mét mấy, gần 6 mét nha. Về dài thì của nó khoảng 20 mét trở lại nha cả nhà, 20 mét trở lại. Đang chạy hướng vô bến đá nè. Phía bên kia thì chiếc tàu cái Phước Hải đó cả nhà. Ghe lú luôn. Chỗ này tàu cái nha cả nhà, 6 mét mấy về ngang. Ghe Phước Hải bề dài thì 19 mét trở lại nha cả nhà, 98 mét trở lại. Tàu đực đang chạy phía sau nha. Cả nhà thấy chiếc tàu buôn kế bên không? Đó, nó chạy kìa. Rồi tàu chở container nữa. Quá. Wow. Mình thấy ớn thiệt chứ. Đây, tàu đực đây. Đực 5 mét mấy nha. Tàu đực này 5m4, cỡ 5m4, 5m2 cả nhà. Bề dài thì khoảng 16 mét trở lại nha. Giá cao,